thôi bây giờ khoan khoan đợi anh khoan rồi để em cái mục này đi, để em xin giá riêng cái mục này và coi coi nó giảm được bao nhiêu. Để bao nhiêu nhưng mà số lượng là 16 con đúng không? Rồi ok. Rồi. Dạ đúng rồi. Để em hỏi cho cái không không có đâu, cho tao bắt không có để tôi sẽ tám được điều chỉnh. Xin giá một ngày rồi em chụp ảnh hai hai món khi mình chơi là ok anh chơi rồi. Từ như mẹ phải đọc hiểu nó mới gửi cái bát 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 bố nó viết bát rồi quanh với hỏi bố là mới trả lời đẩy qua đẩy lại làm gì, làm việc phải suy nghĩ. Do the